Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Nam giáo đạo là TA đứng nhất do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Máy trời giờ một phút một giây đang luân chuyển rồi thôi thuần đó. Tội ít nhiều phàm nhân cũng có. Này khai minh chỉ rõ tận tường ta xuống đây Nam Quốc khai trương, nơi Nam Việt nhà đường gần lập. Mong đạo sĩ giờ này đã gặp, dáng tránh đi gió tấp mưa gào. Từ khi xưa ta ở bên tàu, nay được lệnh ta gào Nam Việt, sự kiện ấy người đâu có biết. Cứ chấp nề giáo giết nhìn trần, đó là nguồn lý đạo mê tân, đâu có biết Phật thần có mặt. Nhịp cầu khổ biển khơi ta bắc, buổi nguy nàn thắt ngặt bôn ba. Buổi này đây lắm quỷ nhiều ma. Nam giáo đạo là ta đứng nhất, khai mạc đạo thật là nồng nực, bức tường thành chịu gió tạc đùa. Bần không tranh không có hơn thua, hạ mình xuống để rồi cứu thế. Vậy mà hỡi bị ma tà kế. Bần khổ đau không ghế mà ngồi. Mái tròi tranh luyện đạo cao thôi, nơi lãnh thượng ta ngồi biên bút. Bằng nhắc lại ngày xưa từ phút 37, Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết, kết tập sấm giảng đạo khùng trang 118. Thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2002. Lời bình, câu sấm. Ta xuống đây Nam Quốc khai trương, nơi Nam Việt nhà đường gần lập. Cụm từ nhà đường là đảo đường, ám chỉ triều đại vua Nghiêu 2357, 2256 trước kỷ nguyên. Vua họ Y Kỳ, tên phòng huân đóng đô ở Bình Dương. Vua nhân tử, minh chính, có tài trị nước, nhân gian thuở ấy sinh sống rất thái bình. Vua Nghiêu thấy ông Thuấn là người hiền, phế thái tử, truyền ngôi cho ông Thuấn tức hữu ngu. Triều đại vua Thuấn 2255, 2206 trước kỷ nguyên. Thời vua đường ngu dân sống an lạc, nhà ngủ khỏi đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai lượm, nổi tiếng là thời Thái Bình Thạnh Trị. Sau ngày tận thế, nhân loại khắp hoàn cầu sẽ sống đời thượng ngươn thánh đức giống như thời nhà đường vậy. Câu sấm, từ khi xưa ta ở bên tàu nay được lệnh ta gào Nam Việt. Ám chỉ tiền kiếp đức cậu bần sĩ vô danh là lục tổ huệ năng ở bên tàu, nay ngài hạ phàm mượn xác nữ rốt viết không dành văn tự, ứng khẩu thuyết pháp. Kể từ năm Bính Tý 1996, trò kỳ vân cư sĩ bắt đầu kết tập những băng thuyết ứng khẩu của bần sĩ in thành sách quảng bá khắp nơi như quyền cứu nguy tận thế, quay về nguồn cội, sấm giảng đạo khùng, suy đời luận đạo, kinh Phật vương di lạc. Thượng đế thường phạt, báo ân tử, tinh hoa đàn kinh, thiên lan khảo bút, đường về tả lơn, Phật môn tránh giáo, thiền tịnh biểu sơn, câu sấm, vậy mà hỡi bị ma tả kế. Bần khổ đau không ghế mà ngồi, mái tròi tranh luyện đạo cao thôi. Nơi lãnh thượng ta ngồi biên bút, ám chỉ đức cậu đức ngài giáng thế mượn xác nữ rốt viết không dành văn tự ứng khẩu thuyết pháp xuất thân nghèo tàn nghèo tệ nương thân trong mái tròi tranh giữa chốn rừng hoang dã. Phụ lục, trong quyển sấm giảng Thượng Đế thường phạt trang 109, Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2001, có đoạn tự thuật hành trạng nữ Bồ Tát Phật. Nói cho đạo sĩ Kỳnh Mau, ta là ông giảng tối cao Phật trời, mượn thay thể xác khắp nơi, dễ bề gần gũi trèo bơi chuyến đò Trần Gian thấy vậy hát hò. Chê ta là bậc chuyện trò khùng điên. Gái mà nói chuyện thượng thiên. Làm sao hiểu được không kiêng không rẻ. Lời bình, so sánh câu sấm. Nói cho đạo sĩ kình mau. Ta là ông giảng tối cao Phật trời. Với câu sấm, nhịp cầu khổ biển khơi ta bắc. Buổi nguy nàn thắt ngặt bôn ba. Buổi này đây lắm quỷ nhiều ma. Nam giáo đạo là ta đứng nhất những câu sấm trên có nghĩa tương đồng nhau. Ngài chính là ông giảng tối cao Phật trời giáng thế giáo đạo Nam phương Nam giáo đạo là ta đứng nhất tuyển hiền nhân về Thượng ngươn Thánh Đức. Thử dân dân chẳng biết thôi. Ta cười dân sẽ nổi trôi như bèo. Mượn xác giả lái lèo thử thách. Mượn xác trần phân tách rõ ràng. Dân còn nằm ngủ mê man. Ta đây hiện xuống trần gian nhiều lần. Giả nay tạo mai tần khắc khổ trích cuối mặt bê băng Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết ngày 27 tân mùi 1991, kết tập sách truy luận Pháp Thiền Trang 232, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1999. Hành trạng Bồ Tát Phật Kinh Điển, Thầy Tiên Môn Đệ Tục, Đạo Tránh Tín Đồ Tà, Cha Hiền Xanh Con Dữ, Tức Bụng Trị Hằng Nga, Hằng Nga Bóng Vẫn Sáng, Mặc Dù Nhiều Mây Áng khi ngọn gió thổi qua ánh trăng hu on tỏ dạng tỏ dạng là ánh trăng mây không thể cản ngăn cản ngăn chỉ phí sức không thắng nổi chị hằng chị hằng soi thế gian cho kẻ tối thấy đàn không vì câu danh lợi vạn cổ vẫn minh quang minh quang tánh của trăng như minh quang đạo hằng khoảng thế gian càng tối ánh quang minh càng tăng lá thờ đông kinh quyền một trang 132, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày mùng 10 tháng 6 năm 1964. Ngài Thanh Sĩ tiên tri cuối hạ ngơn có một vị Bồ Tát Phật giáng trần cứu thế, tùy cơ ứng biến, tùy duyên hóa độ phải mượn xác nữ cư sĩ Hằng Nga, chị Hằng, mặc cho người trong bồn đạo chấp tướng chấp danh, rèm xiểm chê bai nhún chề chế nhạo Bồ Tát, nhưng hào quang Bồ Tát càng tăng, càng ứng khẩu thuyết pháp thao thao bất tuyệt để độ bá ra kịp dự hội Long Hòa. Thơ sướng một, ớ ớ hàng Nga dám hỏi đon, cớ sao khi khuyết lại khi tròn. Ba mươi mồng một đi đâu vắng, nay về hỏi đặng mấy thằng con. Thờ họa một, coi thế nhìn ta gọi tiếng đon, phàm nhơn chẳng rõ nói eo tròn. Hoàn cầu luân chuyển nên mở mắt, tháng cuối rồi qua cũng một con. Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ viết. Ngày 14 tháng 6 năm canh Thìn, 1940, tại Làng Nhân Nghĩa. Phải chăng người đạo mê tân bị nhiễm bụi trần lâm trọng bệnh tham sân si, tâm tánh mờ mịt không thể nào thấy Đức Thầy trở về mượn xác ngữ hàng Nga. Sydney, ngày 24 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.